Tôi Đinh Mùi, sinh năm 1967, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón được nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 Quân Giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Đinh Mùi chỉ ra rằng đúng tháng hại âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây người tuổi đinh mùi có được cát tinh trợ mệnh thần tài giận bước sẽ đón nhiều vận may bất ngờ tài lộc thăng hoa có được cơ hội trúng số trúng thưởng là rất lớn quân giáp này sẽ bắt đầu thay đổi cuộc đời từ đây vậy vận trình sẽ ra sao xin mời quý tín chủ tuổi đinh mùi cùng theo dõi lá số tử vi của mình dưới đây nhé. Tử Vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, là tuổi con dê, thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, nghĩa là nước sông thiên hà. Số của người tuổi Đinh Mùi rất hợp vào, giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng, thì bản mệnh tuổi đinh mùi nên khởi hành vào ngày, giờ nói trên, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thu được nhiều kết quả to lớn, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi, thành công trên mọi lĩnh vực. Tổng quan tử vi tuổi đinh mùi, sinh năm 1967. Theo tử vi phương Đông, bản mệnh tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi, bắt đầu từ trung vận, từ năm 36 tuổi trở đi, sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi phát triển không ngừng, cũng từ đây mà của cải, vật chất ngày càng nhiều, cuộc sống lúc nào cũng được sung túc, dư giả. Hậu vận được thành thơi, tận hưởng cuộc đời vinh hoa, sang giàu, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Những người này có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 82 tuổi, nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, sẽ tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, bước sang tháng mới có tam hợp thái tuế trợ mệnh nên vận trình đại cát đại lợi, làm gì cũng thông thuận, suôn sẻ. Quý nhân xuất hiện mang tới cho bạn những sự trợ giúp kịp thời, việc hợp tác làm ăn thuận lợi, đem về nhiều kết quả tốt đẹp, công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Dù vẫn có không ít thách thức nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt. Tuy nhiên, trong tháng cũng có nguyệt lệnh lâm mộ khiến tâm tính bản mệnh dễ thay đổi, cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu. Tài lộc của người tuổi Đinh Mùi trong tháng có nhiều khởi sắc, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập ổn định, người làm kinh doanh, buôn bán có nguồn thu nhập tăng lên đáng kể. Ngoài ra con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng, lợi tức vân vân. Về tình cảm, đây cũng là tháng có đào hoa nở rộ, người độc thân được mai mối, giới thiệu cho những đối tượng phù hợp, người có đôi cần chú ý dễ gặp rắc rối khi tiếp xúc nhiều với người khác giới. Về sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi trong tháng 2 âm lịch này cũng khá ổn định, bạn chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức thì không có gì phải lo. Tuy nhiên cần cẩn trọng bạch hồ hung tinh gây điểm sát thương tai nạn bất ngờ và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 hoàn toàn có thể yên tâm về vận trình sự nghiệp của mình trong tháng nhờ có sự xuất hiện của cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ công việc của người tuổi này hầu hết đều tiến triển thuận lợi sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng người tuổi đinh mùi cũng gặp được quý nhân giúp đỡ hỗ trợ trong tháng này với những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời những cuộc hợp tác ký kết hợp đồng đều đem về nhiều kết quả tốt đẹp không lo đơn thương độc mã vận trình trong tháng có cát khí lan tràn, mưu sự dễ thành, công việc đều diễn ra đúng theo như kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn động trước đó, cũng được giải quyết nhanh gọn, tinh thần hăng say, giúp cho người tuổi này đạt được hiệu suất rất cao trong công việc, đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng và thán phục. Mặc dù con giáp này vẫn có không ít thách thức nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua, nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, lại thêm lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu làm gì bạn cũng được mọi người coi trọng, để bạn đảm nhiệm trọng trách. Trong các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần thúc đẩy, giúp cho việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi, bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng có tiềm năng, càng mở ra nhiều cơ hội làm ăn rất tiềm năng trong thời gian này. Với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, buôn bán, đầu tư nào đó thì đây là thời điểm rất lý tưởng để triển khai, vạn sự khởi đầu nan, dẫu trong quá trình tiến hành có vấp phải khó khăn cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu, người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 cần hết sức kiên nhẫn. Đặc biệt trong tháng khi nguyệt lệnh Lâm Mộ xuất hiện, khiến tâm tính bản mệnh dễ thay đổi, bản mệnh cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trông núi nọ, hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo lại phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Bản mệnh là người có năng lực, chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa thôi là bạn sẽ được như ý. Về mặt tài vận, Bước sang tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, đang có được báo hiệu, đón một tháng tài lộc nở hoa, tin vui tới tấp. Trong tháng Quý Mão này, người tuổi Đinh Mùi, gặp được cục diện ngủ hành tam hợp, hợi Mão Mùi trợ mệnh, sẽ giúp cho đường tài lộc của con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn đang có những bước tiến đột phá, công việc tiến triển ngoài mong đợi, nên tài lộc không ngừng khởi sắc tài chính tăng vọt người làm công ăn lương vẫn có thu nhập ổn định nên không thiếu thốn với những năng lực mà bạn đang thể hiện bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tất nhiên có làm ắt sẽ được ghi nhận không làm thì ngược lại về thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc lợi cho đường kinh doanh buôn bán đầu tư thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra được quyết định nhanh gọn và dứt khoát dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn Người nào đang có ý định khởi nghiệp, kinh doanh, thì có thể bắt đầu vào tháng này, vì các khí đang vượng, khá phù hợp. Có điều, may mắn đến và cũng có thể đi bất cứ lúc nào, quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn, đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm nhé, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Vận khí có nhiều cát tinh trợ mệnh, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó tặng quà, hoặc được thưởng hoa hồng, lợi tức, thậm chí là trúng số, trúng thưởng, tài khoản của con giáp này không ngừng đẩy lên ngoài ra để nâng cao hiệu suất công việc người tuổi đinh mùi cũng không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tâm trạng các hoạt động thể thao du lịch có thể mang đến cho bạn nhiều năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng sáng tạo với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu được lợi nhuận cao Tuy nhiên, người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của bệnh hổ hung tinh, nguy cơ hao tài tốn cũng vẫn luôn tiềm ẩn. Người tuổi Đinh Mùi nên cẩn thận, cần đề cao cảnh giác, đừng để bản thân mình bị lừa gạt, bên cạnh đó cũng tránh làm ăn bất chính, kẻo dính dáng tới pháp luật mất tiền hao của nhé. Về mặt tình cảm, Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, đây cũng được coi là tháng có nhiều may mắn về phương diện tình cảm cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Sao Bách Việt trợ mệnh, chủ về đào hoa, người tuổi Đinh Mùi đang có được đào hoa nở rộ, điều này có lợi nhất với người độc thân, bản mệnh nên mở rộng mối quan hệ xã giao hơn nữa nhé. Với người độc thân, rất có thể trong tháng này bạn sẽ có được quý nhân giúp đỡ, được mai mối, giới thiệu cho những đối tượng phù hợp, nhiều mối nhân duyên tốt lành đưa tới, đây cũng là dịp thuận lợi để bạn có thể tìm cho mình đối tượng phù hợp. Một điều đáng chú ý là nếu bản mệnh tuổi đinh mùi đang đưa ra tiêu chuẩn chọn người yêu quá cao, bạn có thể hạ thấp một chút, cốt lõi là để tình cảm tiến triển theo lẽ tự nhiên, đừng quá cưỡng cầu. Bên cạnh đó, nhân duyên cũng chỉ là thứ vô hình, có nắm bắt được hạnh phúc trong tay hay không phụ thuộc phần lớn vào sự lựa chọn và cách ứng xử của bạn khi trái tim đã rung động bạn hãy mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình của mình với người ấy do dự quá lâu cơ hội sẽ vụt mất khỏi tầm tay đấy nhé trái ngược với người độc thân thì chuyện tình cảm của các cặp đôi hay các cặp vợ chồng lại dễ gặp rắc rối do đào hoa quá vượng có thể là do tính chất công việc khiến bạn thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với người khác giới đôi khi không tránh được những buổi xã giao gặp gỡ trong trường hợp này nếu không có cách ứng xử hợp lý hiểu lầm rất dễ xảy ra thậm chí còn khiến tình cảm lứa đôi sứt mẻ gia đình dạn nứt Lời khuyên của chúng tôi dành cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 là làm gì cũng nên suy nghĩ chín chắn, hãy nghĩ tới gia đình và nghiêm cẩn giữ mình, nhất là nam mệnh, hãy bảo vệ và giữ gìn hạnh phúc gia đình mà mình đang có nhé. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, về mặt sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi cũng khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, cũng như là không gặp phải bệnh tình gì quá nghiêm trọng tuy nhiên cơ thể vẫn có thể mắc phải một vài triệu chứng như cảm mạo vặt trúng gió do thời tiết thay đổi bản mệnh tuổi đinh mùi vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn nghỉ ngơi hợp lý đừng cậy sức mà tham công tiếc việc làm việc cuồn cuộn bất kể ngày đêm nhé trong tháng cũng có bạch hổ là hung tinh chiếu mệnh có thể gây ra những sát thương về thân thể các dạng tai nạn bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào như tai nạn về giao thông vận hành máy móc bản mệnh cũng cần cẩn thận khi sử dụng những đồ vật bằng kim loại sắt nhọn trong nhà để tránh gây ra tình trạng đáng tiếc nhé Vâng quý vị thân mến, trong cuộc sống ai trong chúng ta cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn. Và thực tế chứng minh rằng may mắn là một khả năng có thể học hỏi và đây là cách giúp cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 có thể nắm bắt được vận may đến với mình. Hầu hết chúng ta đều cho rằng vận may là điều gì đó mơ hồ, khó nắm bắt, có người sinh ra đã may mắn cũng có người thì ngược lại, luôn gặp vận xui. Nhưng trên thực tế, may mắn là một khả năng có thể học hỏi thậm chí chuyên gia tâm lý học richard wyman còn tiến hành các nghiên cứu để lý giải nguyên nhân của sự may mắn có thể nói vận may giống như một cánh cửa và chìa khóa nằm ở chính hành vi và thái độ của mỗi người trong cuộc sống mọi điều đến đều có nguyên do và may mắn cũng vậy chúng ta có thể tự tạo ra may mắn cho chính mình hãy cùng học cách khiến vận may mỉm cười với bạn nhé thứ nhất là lao động hăng say vận may sẽ đến chúng ta không thể đòi hỏi kết quả khi chưa bắt tay vào làm một việc gì đó chúng ta chắc không lạ gì câu tay làm hàm nhai tay quay miệng trễ đúng thế bạn chỉ có thể nhận những thứ bạn xứng đáng có được do vậy thay vì than thở rằng mình kém may hãy đưa tay đón lấy cơ hội bằng cách làm việc thật chăm chỉ lao động hăng say vận may sẽ đến hãy luôn ghi nhớ điều này nếu không bước chân ra ngoài không mở rộng lòng mình bạn sẽ chẳng gặp được những điều tình cờ và bất ngờ cuộc sống sẽ thật nhàm chán và vô vị nhưng nếu bạn dành nhiều thời gian hơn cho mọi người và luôn giúp đỡ người khác những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn May mắn cũng theo đó mà tới với những người giàu lòng yêu thương. Thứ hai là suy nghĩ lạc quan, đánh tan xui rủi. Những người may mắn thường suy nghĩ tích cực và tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Họ lạc quan cởi mở và luôn tươi cười đón nhận mọi thử thách. Trong khi đó, những người kém may lại luôn muộn phiền lo âu, ít có lòng tin và ít mong đợi vào vận may của mình. Thêm vào đó, nếu chỉ chăm chăm vào những điều mình muốn mà bỏ lỡ các cơ hội khác, bạn sẽ cho rằng bản thân đen đủi. Ngược lại, nếu thư giãn và để đầu óc thoải mái, bạn sẽ ít gặp phải điều xui, đồng thời nhận ra có rất nhiều cơ hội xung quanh mình, chỉ là bạn có biết cách nắm bắt hay không mà thôi. Nhà văn, nhà thơ, họa sĩ biếm họa Dr. Seuss có câu danh ngôn thế này, đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra. Đúng vậy, thay vì cứ tiếc nuối những điều đã qua, hãy lạc quan và nghĩ về những điều sẽ tới. Nên nhớ, may mắn chỉ mỉm cười với những người có bản lĩnh. Khi bạn kiên trì theo đuổi, các cơ hội sẽ tới và bạn sẽ cảm thấy mình may mắn hơn thứ ba là dám trải nghiệm dám khác biệt người may mắn không phải lúc nào cũng gặp may nhưng họ biết chấp nhận khó khăn và dám đương đầu với nghịch cảnh những xui rủi chẳng qua chỉ là thử thách giúp họ mạnh mẽ hơn họ luôn thấy ánh sáng của hy vọng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào khi một cánh cửa đóng lại chắc chắn một cánh cửa khác sẽ mở ra cho người dám bước vào may mắn thường đến với những người sáng tạo luôn biết cách làm mới mình và dám khác biệt đôi khi việc thay đổi những thói quen rất nhỏ cũng khiến bạn cảm thấy dễ chịu và may mắn hơn đừng tự bằng lòng mà ngủ quên trong chiến thắng hãy luôn tìm kiếm và trải nghiệm những điều mới mẻ để cuộc sống vui vẻ và nhiều màu sắc hơn thứ tư là không ngại thất bại không ngừng cố gắng người ta thường hối hận vì những điều mình không làm hơn là vì những điều mình đã làm vì thế hãy nỗ lực hết mình và đừng nản lòng trước thất bại nếu bạn vì một sai sót nào đó mà mất niềm tin, luôn e dè và cho rằng mình không thể làm được thì bạn sẽ càng gặp những điều không may. Ngược lại, nếu bạn vị tha cho bản thân, tin vào chính mình, bắt đầu lại và cố gắng làm tốt hơn thì may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng những người may mắn luôn thất bại nhiều hơn những người kém may vì họ thử sức ở rất nhiều lĩnh vực nhờ đó khả năng thành công cũng cao hơn. Bởi thế, nếu tin rằng mình có thể và nỗ lực thực hiện thì bạn sẽ làm được, dẫu phải mất rất nhiều thời gian khi bạn thành công người ta thường không nhớ đến thất bại hay những cố gắng của bạn mà chỉ nghĩ rằng bạn thật may mắn chỉ có bản thân bạn hiểu được mình đã nỗ lực nhiều như thế nào mới có được sự may mắn đó thứ năm là lắng nghe tiếng nói từ con tim người may mắn thường tin vào tiềm thức nhiều lúc hành động theo trực giác theo tiếng nói bên trong mình nếu có linh cảm về một điều gì đó họ thường dừng lại và xem xét kỹ hơn trong khi người kém may thường không để ý hoặc bỏ qua điều này theo một bài báo được đăng trên bbc future trực giác là quá trình xử lý thông tin nhanh tự động và vô thức nó có thể cung cấp cho con người nhiều thông tin hữu ích khi bạn có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó não bộ sẽ có nhiều thông tin để ghi nhận và so sánh nên trực giác về vấn đề này cũng đáng tin cậy hơn vì thế hãy lắng nghe trái tim xóa bỏ những lo âu phiền muộn và đôi khi hãy tin vào trực giác của mình nhất là khi điều đó liên quan đến lĩnh vực mà bạn tự tin là hiểu rõ nhất những người may mắn biết rằng may mắn luôn đến cuối cùng bạn chỉ gặp vận may khi có thái độ sống tốt, học tập rèn luyện và làm việc chăm chỉ, đồng thời không ngại thử sức trong mọi lĩnh vực. Chúc bạn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại